Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay thì việc sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chuyển tiền từ thẻ YouTube sang thẻ YouTube một cách đơn giản nhất nha. Các bạn bấm vào cái nút như thay việc chỉ đó, vào cái chỗ ngón tay đó, đó. Xong rồi các bạn sẽ ấn vào cái chỗ có chữ YouTube. Xong các bạn ấn một nút màu xanh đó, đó. Các bạn không cần biết tiếng Nhật đâu, các bạn cứ làm theo là được. Ấn một lần nữa để xác nhận. Đó. Lúc này thì các bạn sẽ bỏ thẻ vào, thẻ của mình vào. Đó. Các bạn đến cái chỗ ATM, các bạn cứ ấn theo đó rồi sau mới các bạn mới bỏ thẻ vào. Rồi thì các bạn sẽ nhập mật khẩu của thẻ. Đó, mật khẩu gồm 4 số, các bạn ấn nha. Xong rồi thì nó ra cái màn hình như thế này đây, thì các bạn sẽ ấn vào cái chỗ bên trái trên cùng. Đó. Rồi, xong thì các bạn sẽ nhập. Rồi thì lúc này các bạn sẽ nhập 5 mã số đầu tiên của cái số tài khoản mà mình chuyển khoản cho họ đó. Các bạn nhớ nha, lần đầu tiên là nhập 5 số, sau đó là ấn con nút màu xanh để xác nhận. Xong thì các bạn sẽ nhập luôn 8 số tiếp theo. Các bạn nhớ nha, 8 số tiếp theo. Như vậy là chúng ta phải nhập 2 lần, 5 số đầu tiên và sau đó nhấn một nút màu xanh. Xong đó lại nhấn tiếp 8 cái số tiếp theo và lại tiếp nhấn nút màu xanh thì sẽ được. Sau đó sẽ ra kết quả là như thế này đây. Sẽ đến cái nút gọi là nút nhập số tiền mình chuyển. Rồi các bạn sẽ nhập số tiền vào. Ví dụ như là thay việc nhập đây là chuyển tiền internet là 4 sen 100 yên. Đó. Thì sẽ nhập số tiền và nhập ấn vào nút màu xanh thì nó sẽ ra được cái màn hình tiếp theo như thế này. Sau đó là các bạn ấn theo như trên thay việc đó. Cứ ấn vào nút màu xanh. Thì sau khi mình các bạn nhấn vào nút màu xanh á, thì các bạn sẽ ra kết quả như thế này đây. Thì các bạn sẽ kiểm tra xem số tiền và cái số tài khoản xem đúng chưa nha. Rồi thì các bạn tiếp tục ấn vào nút màu xanh, tiếp tục như màn hình. Rồi thì ra cái kết quả như thế. Đó. Thì lúc này á, thì máy sẽ in ra cho chúng ta một cái biên lai và chúng ta sẽ lấy và chụp ảnh và gửi cho người ta. Thế là xong nha.